Xin chào cả nhà, em tên Ngon, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Bình Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái lô mai ghép này thì chỉ có hai loại thôi, một loại là đại lộc và một loại là cúc bi nha cả nhà. Thì hiện tại thì em chỉ có hai loại này thôi, thì có cúc bi và cái đại lộc. Thì cái loại này thì như phía trước mắt các bạn đang xem á, là giá là 60.000 một cây, 5 cây là 300.000, Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn luôn nha. Thì để Ngân giới thiệu sơ lược về cái thông số cây cho các bạn tham khảo nha. Thì tất cả các cây thì đều được xử lý đế hết luôn nha cả nhà. Tất cả thì được quấn rễ rồi, đều được xử lý đế hết rồi nha cả nhà. Đây là cái gốc của cái cây. Đây, tất cả thì cây thì đều được quấn rễ, và cái cây của mình thì nó chưa liền mắt ghép nha cả nhà. Đây nè, đây là cái đầu cắt nè, còn cái bo của mình nè, cái này trồng thì tầm khoảng 1 năm nữa thì cái cây mình nó mới liền mắt ghép được nha. Và tất cả các cây thì nó được đều được vô dây như vậy. Vô dây như vậy để khi mà quá trình vận chuyển đóng hàng cho các bạn thì đảm bảo cây của mình của nó là an toàn nha. Cái gốc ghép của mình thì nó cỡ từ điếu thuốc cho tới ngón tay út nha các bạn. Này, cái này từ điếu thuốc cho tới ngón tay út luôn. Còn tính từ cái miệng chậu đi lên cho tới cái tược ghép thì nó cao là khoảng là 2 tấc, một gang 2 tấc, tức là một gang tay trở lên tầm khoảng 2 đến 3 tấc. Nè, như giống như cái cây này thì 4 tấc, nhưng mà 4 tấc thì nó ít, nó tầm khoảng là 2 tấc, khoảng là 25 cho đến 30 cm nha cả nhà. Thì cái cây mình nó dạng như video vậy, thì cái cây này thì nó đang rất là khỏe, nên khi cái này thì Hân cũng đã cắt đôn rồi nè, nó đang lú tược nè. Khi các bạn đem về chăm thì cây của mình nó rất là khỏe. Như các bạn biết rồi, mai cúc thì nó từ là 20 đến 40 cánh, mà cái cánh nó dúng nha cả nhà. Còn đại lộc nó thì là cũng có cây, có khi là nó bị đốc nên nó cũng dao động từ khoảng 5 cho đến 40 cánh luôn nha cả nhà. Thì cả hai loại bông này thì hoa của nó rất là đẹp và nó rất là sai hoa luôn. Cỡ này thì các bạn mua về các bạn chăm để các bạn chơi Tết thì quá tuyệt vời luôn rồi. Các bạn nào mà muốn tập chơi mai ghép thì mua cái loại này thì thứ nhất là cái giá tiền nó vừa rẻ mà cây của nó cũng vừa tốt, nên các bạn có thể chăm được dễ dàng. Thì cơ bản mai ghép thì nó cũng chỉ có hai loại thôi, đó là mai giảo và mai cúc. Thì mai giảo thì như các bạn biết rồi, nó cũng từ 8 đến 12 cánh. Còn mai cúc thì nó cũng từ 15 cho đến 40 cánh, có loại cũng có loại 150 cánh nữa, nó có rất là nhiều loại mai. Nhưng cơ bản thì nó có hai loại là mai cúc và mai giảo nha cả nhà. Trong mai giảo thì có nhiều loại giảo, mai cúc thì cũng có nhiều loại cúc. Nhưng mà hôm nay thì Ngân chỉ giới thiệu, Ngân chỉ có cái lô là cúc bi và đại lộc. Thì hai cái loại này thì giá là 60.000 một cây, 5 cây là Ngân bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bạn luôn nha. Các bạn nào ở xa thì là cho Ngân địa chỉ ấp xã huyện tỉnh, tên và số điện thoại người nhận thì Ngân gửi hàng cho các bạn nha. Các bạn mà ở từ miền Trung trở đi thì gửi hàng thì khoảng là 4 đến 5 ngày tới, còn các bạn ở miền Nam thì tầm khoảng là 2 cho đến 3 ngày thôi nha các bạn. Còn các bạn nào ở gần thì có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của Ngân là ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Còn các bạn ở tỉnh Bến Tre các bạn cứ hỏi đường đi về nhà cầu nhà thờ Cái Mơn, đi tới đó thì Ngân chỉ đường cho các bạn nha. Thì đường cũng khá là dễ đi, tới cây cầu xong thì có một cái đường hẻm để mà mình quẹo vô, thì tầm khoảng hai chạy thẳng hoài chứ tầm khoảng 2 cây số là tới nha các bạn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nhé.